Quận ngũ Hành Sơn vừa tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021. Tham gia hội thi có 8 thí sinh là chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự 4 phường trên địa bàn quận. Các thí sinh tham gia hai nội dung. Phần thi chung dành cho mọi đối tượng là nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ bằng hình thức trắc nghiệm. Nội dung dành cho từng đối tượng gồm chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp phường xây dựng, báo cáo kế hoạch về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 cấp phường. Phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp phường xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện năm cho lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực phường. Đây là những nội dung gắn liền với thực tiễn công tác quốc phòng, quân sự địa phương, qua đó nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ, trách nhiệm làm tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ cho cán bộ các cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng thời chọn lựa được đội tuyển đại diện cho quận tham gia hội thi cấp thành phố.